Ông công ty hai tay số mì cầm đi. Quá chuẩn, không cãi. Thằng này mà cái đuôi mà cái đuôi là nó may kéo nó nà. Cẩn thận. Làm nó rất nhiều thì làm nó dốc có một tí mà mày nó mất một tí đã hỏi rồi. Nghệ thuật là gạch. Mấy thằng Tây nó nghiện thủ công lắm. Hôm qua là đăng lên nó nghiện lắm. Nghiện ngay. Ai biết nó cứ hỏi đây là ở đâu. Ok, còn đây phây. Xem ở phây. Đà là cách ai vô tỉnh 2 ấy. Đấy, thằng nào. Nó bổ là chú xây bằng dao sắt lợn của Trung Quốc. Dao bổ lợn. Dao bổ lợn của Trung Quốc. Trông con dao xây nó lạ đấy. Lạ quá. Xem nó thấy khác vị cái này xem ngay. Ăn ngay luôn, cắn để ra mà bên nó không có những cái việc như này. Không, nó chỉ kết mỗi quả dao. Nó kết mỗi quả dao. Quay hết rồi, quay hết cả ba người mà.
quay cả máy, máy của ông đảo hơi khô, bộ vì giờ nó mưa, ý là thầy một lúc nó khoái của gạch nó ướt, lại nói bằng tiếng Anh. Máy nó tụi máy nó lỏ chẳng hạn. Máy đầu bữa thì nó ngoài. Nó chiếu bữa với nhà chồng cháu còn giúp nhé. Bây giờ cháu nó quen rồi, nó ngon rồi thì nó bọt ngoài đây. Cái đầu bữa này nó bị cưa rồi. Cái đầu bữa thì lấy cây chuối nhà quất, chú là một số cây chuối là vườn, tại sao lại chú chẳng có cây ở đấy thôi, nó lên cái gì thì cho nó thôi, cái gì đấy sau cái chân đó đẩy xuống sau cái chết cái ai đi đào nữa đó. Tôi gửi mét qua mét cho ông xem nhá, xem mới cần xây xong là thế nào nhá. Không thật xếp gạch hả? Thế có cần phải xây nhanh xây đẹp không? Phải đẹp, không cần phải nhanh, đẹp. Đẹp hả? Sáng nay ông công đổ vữa sùng sọc với một cười, nó xem nó cười, nó một cười đổ vữa sùng sọc xẹt 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 xẹt. Đúng ông xây tường 20 lao động là vinh quang, cho lao động là vinh quang, ăn hoang là tầm đó. Quay ở ấy à? Quay dòng thẳng công đổ xẹt xẹt rồi. Công khoán ông chuyển đổ gạch sạch không kéo tí nữa sao phải về đấy đấy. Xem con số nào đẹp. Lỗ vốn à? Ông phải ông cẩn thận, nó phát sinh nhiều cái gầm gì mà bản thiết khó. Thế là báo bệnh là thôi. Tháng này cho chú công đến dùng dao mổ lợn xây đi xây. Dùng dao mổ lợn cứ một cười.
xuống đi nhận kia nhỉ. Ừ, mấy ông thợ xây được. Xong một bờ tường quá đẹp.